Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 2 Travis ở Perth và lại là một ngày nắng đẹp nữa sau rất là nhiều ngày mưa ở Perth. Và lúc này đây thì Travis đang có mặt tại bãi biển Cottesloe, là một bãi biển rất là đẹp. Ở đây có nhiều hoạt động thể thao và nước sông. Bãi biển Cottesloe, hay người địa phương gọi tắt là Cott, nằm ở ngoại ô của Perth và mất chừng 15 đến 20 phút để đi từ trung tâm. Đây cũng là một trong những nơi nổi tiếng của Perth để bơi lội, snorkeling và cả lướt sóng nữa. Không còn gì tuyệt vời hơn là bắt đầu một ngày mới bằng việc đi dạo và tận hưởng cảnh đẹp của bãi biển dài nằm bên những mảng xanh với những hàng cây cao lớn, xung quanh là những chú mòng biển bay đậu khắp nơi. Tại Cottesloe, các hoạt động lướt sóng cũng diễn ra sôi động. Dù sáng mùa đông ở đây trời hơi se lạnh, nhưng cũng không làm những tay mê lướt sóng ngần ngại. Nhưng tuyệt vời hơn cả là thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn trong nhà hàng Indiana ngay bên cạnh bờ biển, vừa nhấm nháp các món hải sản, uống một ly cocktail và nhìn bờ biển qua ô cửa sổ. Tạm rời thành phố Perth năng động và hiện đại, Travis đến với thành phố cảng cổ kính Fremantle, nằm ngay cửa sông Swan hay sông Thiên Nga. Fremantle cũng là khu vực định cư đầu tiên của những người khai hoang khu vực sông Swan vào năm 1829. Đúng 100 năm sau đó, nó được tuyên bố trở thành thành phố và hiện có dân số khoảng 27.000 người. Thành phố được đặt tên theo thuyền trưởng Charles Fremantle, sĩ quan hải quân người Anh đã dựng trại tại khu vực này vào tháng 5 năm 1829. Đến Fremantle, du khách có thể đi dạo qua các con phố cổ kính có những tòa nhà từ thế kỷ 19 được bảo tồn cẩn thận. Hay là một chiếc xe điện cổ kính dạo qua con phố Cappuccino mang đậm dấu ấn của người Ý, hay thăm Roundhouse, tòa nhà kiên cố đầu tiên được xây dựng ở khu vực khai hoang sông Swan vào năm 1830. Đây cũng là tòa nhà cổ nhất vẫn còn đứng vững ở Tây Úc. Đi bộ xung quanh Fremantle thì có lẽ bạn cũng nên ghé khu chợ có hơn 100 năm tuổi của thành phố này. Được xây dựng từ năm 1897, đây không chỉ là nơi mua bán nhộn nhịp mà còn là điểm tham quan đáng để quan tâm. Và đây là một cái thức uống thảo mộc đặc sản của Úc, và ở vùng này thì các bạn thấy đây là những cái nước rất là thơm ngon, được trình bày rất là đẹp. Và bên trong này, cái nước này không phải là trà mà là những cái loại thảo mộc người ta sấy khô và người ta được chế biến, để khi một khi mà chúng ta pha ra thì sẽ sạch thành những ly nước này rất có lợi cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ uống thử nha. Rất là dễ chịu, cũng rất là mát luôn. Và khu vực bán rau quả ở đây có rất nhiều người Việt đang bán hàng nữa. Dạ, cảm ơn cô. Được tiến mãi thêm nữa cô. Cảm ơn. Cảm ơn.
Travis đang có mặt bên trong khu chợ của Fremantle, và ở đây thì là có vài một cửa hàng của người Việt. Ở đây thì có một gia đình đang bán trái cây, và Travis đã mua một cái hộp trái cây đã được cắt sẵn như này, và được cô tặng thêm cho ba trái quýt nữa. Tiệm đồ ăn Việt Nam, và ở đây thì có rất nhiều món như là phở, bánh bao và bánh mì. Và bánh mì, bánh bao đây thì có giá là 8 đô. Và không chỉ bánh mì bao, ở đây chúng thấy còn có gỏi cuốn nữa, rất là hấp dẫn. Và nói chung là sang đây mấy bữa nay là ăn đồ ăn Úc là cũng nó hơi ngán rồi, thì bây giờ tìm lại một chút hương vị Việt Nam ở đây. Bánh mì ở đây là nó là 8 đô mà rất là nhiều thịt, rất là nhiều pate. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn xem bánh mì ở Úc thì nó có ngon nha. Ở đây là thành phần là đủ hết phải không chị? Dạ. Và cái đấy thành bánh mì thành phần là đầy đủ hết đúng không? Em thấy là không có khác gì Việt Nam hết trơn á. Dạ dạ thì cũng chạy vậy. Dạ. Ở đây người Úc người ta thích ăn bánh mì Việt Nam không chị? Dạ thích. Ở đây cũng thích ăn bánh mì bỏ rồi. Giờ nhiều biết ăn. Dạ. Ngon quá, cho em phải ăn thử. Em cảm ơn chị. Nói chung cái bánh mì nó rất là giòn mà nhìn thì rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình muốn rất là muốn cắn một miếng thử là ăn cắn thử nha. Rất là ngon luôn, không thua kém cái bánh mì ở Việt Nam. Bánh mì vừa giòn nè, thịt bên trong mình cũng rất có nhiều, rất ngon rồi, nhưng mà cái điều mấu chốt tại những cái tiện bánh mì đó chính là những cái đồ chua và như chuột này thì ở đây có đủ hết luôn, tuyệt vời luôn. Một vòng cho thêm một lớp pate mỏng bên dưới nữa, rất là ngon. Nếu tìm một nơi nghỉ dưỡng ở thành phố cổ kính tuyệt đẹp này, khách sạn Esplanade là một lựa chọn. Khách sạn này không chỉ nằm ở vị trí đẹp đối diện công viên Esplanade, mà còn là khách sạn cổ kính có lịch sử từ năm 1850. Tòa nhà nhiều lần được cải tạo để có hình dáng như ngày hôm nay. Esplanade cũng là nơi bạn có thể ngồi với bạn bè tán gẫu, uống ly bia và ăn một vài món nhẹ trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Và có lẽ bạn cũng nên lưu ý rằng Fremantle là quê hương của bia sản xuất thủ công ở Tây Úc. Ở quán Little Creatures, du khách có thể được thử nhiều loại bia khác nhau với sự hướng dẫn của nhân viên, cảm nhận những hương vị bia lạ lẫm mà có lẽ bạn chưa bao giờ được nếm. Và sau buổi nếm bia thì một bữa tối thịnh soạn cùng những ly bia là không thể bỏ qua.